mình bỏ hành vô. Chiên ha. Cơm chiều của mình hôm nay là thịt muối sả chiên các bạn ơi. Đây là sả mình bầm sẵn nè và canh bồ ngót. Ở đây có những thứ gia vị mình đã chuẩn bị sẵn ha, để mình ướp thịt mình chiên. Đây là thịt heo, heo này đặc biệt là heo nái nha các bạn. Heo nái này nó có vú nè ha. Bắt đầu mình ướp thịt, mình trước khi ướp là mình phải bỏ sả vô các bạn ơi, bỏ hết sả luôn. Sả mình băm sẵn rồi ha, tại hồi nãy mưa lớn quá mình không có quay lúc mà mình chuẩn bị nguyên liệu được. Thì bây giờ nó đã hết mưa rồi thì mình cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ mình quay cái khúc mà mình ớt với mình nấu ha. Giờ mình cho thêm một miếng nước mắm. Nước mắm mình bỏ ít thôi, nhiều quá cái nó sợ nó khét, ít cho nó thơm thôi. Mình cho miếng đường. Cho miếng muối. Cho thêm miếng hạt nêm. Hạt nêm mình bỏ ít thôi để nhiều quá cái nó bị khét. Ấp xong cái mình để 15 phút là mình chiên được nha các bạn ơi. Trộn lên. Mình như vậy là mình đẩy khoảng 15 phút cái mình đem đi chiên ha. Cho vào miếng dầu. Bỏ mỡ tỏi vô. Xào qua xào lại cho tỏi nó thơm, mà cái mình đổ nước cho các bạn ơi. Khói quá. Đổ nước vô. Mình ở đây mình nấu canh là mình nấu canh không, không có thịt cá gì hết nha các bạn ơi. Tại vì vợ con của mình á, mình bỏ thịt cá vô thì bị ngán ăn không có được. Chỉ là một món là thịt muối chiên thôi. Canh thì canh nấu không à. Bây giờ nước sôi cái mình bỏ rau vô nha. Rau bột ngót này ăn nên thuốc lắm. Gia đình của mình cũng thích ăn rau bùn ngót, hay ăn rau bùn ngót lắm. Ăn nó dễ ăn mà nó có đơn thuốc, nó cũng ngon. Rau bùn ngót này có cá lóc đồng đó, nấu ăn ngon, ngọt. Bữa nay thì vợ với con của mình ngán thịt ngán cá, mình chỉ nấu canh cơm thôi. Ăn cơm chiều với thịt muối sả chiên. Bắt đầu mình nêm ha, cho miếng đường đi, đường mình dính quá đó. Cho miếng đường, cái cho miếng hạt nêm,
xíu muối. Mình bỏ hành vô. Như vậy là canh đã chín rồi các bạn ơi. Phần tiếp theo là mình chiên thịt nha. Đồng chiên thịt bắt cái chảo lên cho dầu vô. Dầu đã nóng mà cái mình bỏ thịt vô chiên ha. Để nắp lại cho thứ nó đừng có văng các bạn ơi. Văng là phỏng tay luôn á. Để chở bài lại các bạn ơi. Đó, chở bài lại để một bên một cái nắp khác. Sắp to chín này các bạn ơi, vàng này ha. Thịt ta bắt đầu vàng đều chín nè các bạn ơi, mình sẽ cắt đi cây dĩa ha. Cắt dĩa cái bắt đầu mình sắc nhỏ thì mình chuẩn bị quỷ cơm chiều thôi. Heo này cũng mỡ rất là nhiều luôn. Bạn thấy ngon không? Chiên vàng luôn ha. Đây là mâm cơm chiều của gia đình mình đây cô chú bác và các anh chị ơi. Canh bò ngót và thịt muối chiên, dưa hấu ăn kèm. Xin chào cô chú bác và các anh chị em đến với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog nha. Xin mời cô chú bác ăn cơm buổi chiều với gia đình mình nha. Con mời cô chú ăn cơm. Mời cô chú ăn cơm đi con. Cô chú dẫn quay lên màn hình người chồng chào mời cái đi rồi, rồi ăn nữa, chúc cô vô cho coi 10 phút. 100 phút. Lớn lên chú ăn cơm. Mời tất cả mọi người ăn cơm nha. Em thịt muối chiên cái đầu bếp làm có vừa ăn không? Thịt mỡ nào biết con nhai đứt không nữa nè ha. Để mẹ gấp cho con ăn thôi. Được mà, mỡ không à. Mỡ này mỡ béo, mỡ vú á. Không heo nái hả? Heo nái này chắc ngon. Chưa có đẻ tại vì nái mới có bỏ nái cái nó không chịu. Cái hai cha con của ông kia bắt giục vô chuồng á, sang chuồng bắt giục vô chuồng á gãy giò. Rồi mặn luôn rồi mới chia lại á. Còn heo nái nó đẻ có lứa rồi ăn không nổi đâu, cứng lắm. Mở mình ăn nó ăn bò ngót lên thuốc lắm nè con.
cơm đó. Cơm ăn hết rồi đó. Ăn bóc nè. Cái này con ra á. Vừa ăn chứ ngon, vừa ăn nha. Có chả nữa ngon. Thôi em chiều tính quay làm cái nhân liệu luôn, nhưng mà trời mưa quá rồi không có quay được. Quay được chút à. Bữa nay trời mưa lớn. Mưa người ta bớt hầm luôn. Nhiêu đây hả? Ăn cũng được. Giờ bữa mình nhân lưới làm khô cốc ly ăn. Thấy tranh thủ trời còn nắng nắng nè, mình làm. Gần tới giờ tháng 10 à. Mùa tháng 10. Thôi khô hai nắng thôi. Thôi còn dễ dẻo hơn. Hai mày muốn chiên ăn ngon. Kho kho chắc ăn ngán mà. Mà cũng dai quá anh. Nhai nó hổng được. Cảm ơn con nha. Mà bữa nay ăn chay chăm sóc cho mẹ. Video của mình đến đây tạm dừng cô chú bác và các anh chị em ơi. Trời cũng đã chiều tối rồi. Cô chú bác và các anh chị em xem video nhớ ủng hộ mình một subscribe với cũng như là đăng ký, chia sẻ, like video giùm gia đình mình nha. Gia đình mình hẹn cô chú bác ở video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.